Lâu quá nhỉ? Sao rồi? Ở đây rồi các bạn ơi. Xem nào, mình sẽ lướt qua cái phần option trước nhá. Và cái đầu tiên mình vào luôn luôn sẽ là graphic setting. Có vẻ như mọi thứ khá là ổn. Max setting cả rồi. Spike XF. Input setting. Ở đây, đây là hệ thống nút mà chúng ta sẽ sử dụng trong cái tựa game này. Các bạn hãy học thuộc nó để có thể đó là chơi tốt nhất cái tựa game mình nhá. Cũng không có quá nhiều nút. Chủ yếu chỉ là các nút điều hướng và các nút di chuyển. Kết hợp với cả phím Spike và một vài nút số nữa. Đó là về phần phần gì nhỉ? Phần setting của nó thôi. Bây giờ thì mình sẽ thử vào game xem nó chạy mượt không nhá. One one nào. Normal nào. Superstar. Chúng ta là codec nhá. Mình sẽ chọn chị này đi. Còn bên này mình sẽ chọn đó là nhân vật nào nhìn cool ngầu tí không nhỉ? Đây Spike to start match. Sasha Banks vs với cả Marisa. Trông mặt ai cũng cứng bặm trợn quá. Hell in a Cell. WWE. Thật sự thì mình cũng không có nhiều thông tin lắm về cái giải WWE này, bởi vì mình cũng không quan tâm nhiều. Mình chỉ biết cái game này là khá là nổi tiếng thôi. Đấy rồi, bắt đầu rồi. Đây là sàn đấu, nơi mà các đấu thủ sẽ đi lên. What the fuck? Cái gì mà căng vậy? Wow. Màn xuất hiện cái này nó là rất, rất chơi của đấu sĩ chúng ta đúng không nào? Trông nó cool ngầu vãi chưởng luôn. Determined looks on these faces of these women for sure, wouldn't you agree, Byron? Absolutely, but that shouldn't come as any surprise. Đây đai ạ, đây rồi. Trên bụng chị ta chắc chắn là đai vô địch của chắc là mùa giải trước hay gì đó. Màu mè quá, màu mè quá, cứ vào đi. Ôi giờ kinh khủng. Lát nữa lại bị cái chị kia đấm cho thì bò lên trên đấy mà nhảy. Đây rồi, đấu thủ thứ hai chúng ta đã xuất hiện. Đấu thủ thứ hai của chúng ta. Wow, nhạc cũng khác luôn. Trông cool ngầu hơn hẳn, đúng không nào? Mạnh mẽ đúng kiểu dân chơi WWE. Marisa. À kìa. Đây là nó xây dựng theo những nhân vật có thật à? Chúng ta vừa thấy trên hình đó là nhân vật có lẽ là Marisa thật ở ngoài đời ấy. YOLO nào. Bao giờ thì mới đánh đây, các vừa nẹo qua đi. Ready. This is it, the moment we've been waiting for. The time for talking is behind us. Now these two superstars will test one another's abilities and will like never before. This is about being the best. Cái gì? Mày à với. Ấn phím S to right moment just before getting hit. Ok. I know it. Taking place here in Boston and you can't help but get the feeling that this might have been ra ngoài sân. Did you hear that? Ây ui, nó tạt cho phát rồi.
How do you see her getting it done? Cái gì đây? You can take your tag team and your fatal four ways. Give me some one-on-one WWE action every single time. Cái gì đây? Another thing is, she has all the tools to be a great one in this division. We'll see how well she develops from here. Too fast. Có lẽ mình bấm quá nhanh rồi. Ây ôi. Ây ôi. Làm gì đó? Ôi, mấy cái game này là phối hợp nút nó kỳ quặc quá, khó hiểu quá các bạn ơi. Thật sự là mình không quen cho lắm. Cái gì? To kick out the pin, press xuống, went to the blue bar. With the red zone, by red section, section show the bonus given by the pin escape. Rồi. What the hell? Ấn rồi mà. Thế thấy quái nào nhỉ? Có lẽ mình không quen với combo này nên cho nên mình điều chỉnh cái kiểu nó có thể nói là rất là lệch. Thôi rồi, đó là một chút review về cái game chiếc dẫm này thôi. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Thật sự game này khó chơi quá. Có lẽ ai đam mê cái thể loại WWE này thì có lẽ mình có hứng thú học hỏi. Được rồi, chào tạm biệt các bạn nhé. Các bạn nhớ subscribe channel cũng như là like fanpage Facebook để có thể cập nhật những cái game mới nhất mà mình chia sẻ cho các bạn nhé. Bây giờ thì bye bye.